Ở quê tao có biệt thự rộng 400 m² thì không ở, lại chạy lên thành phố mua căn nhà 60 m². Mày nhìn lại căn bếp này xem, còn không có nổi một cái tủ lạnh. Bố nhìn này, tủ lạnh ở đây cơ ạ. Tủ lạnh được lắp âm tường, tiết kiệm diện tích. Ngoài ra còn có tủ bát âm tường. Bố chưa gì đã mắng con rồi. Tủ này cũng hay đấy. Cái nhà bé tí như vậy, sống ở đây ngột ngạt chết mất. Bố à, bố lại không biết rồi. Căn hộ của con tuy nhỏ nhưng vẫn có cái cửa sổ 4,6 m, ánh sáng rất tốt. Ok không ạ? Ok cái đầu anh, ánh sáng tốt thì sao? Cái nhà này kiểu gì cũng ngạt đến chết. Bố à, con đưa bố lên xem. Đây là góc làm việc, ban đầu giường, giường đôi 2 m, tủ quần áo lớn, phòng tắm đầy đủ tiện nghi. Trên lầu là phòng chơi game, bàn máy tính, tường trưng bày đồ chơi, tủ đựng sách. Đây là mơ ước của những người trẻ đấy ạ. Anh giỏi lắm, anh bắt bố ngủ sản đúng không? Bố à, còn có một phòng nữa mà. Có tủ quần áo, bàn làm việc, giường cho 2 người. Phòng này không phải là để hiếu thảo với bố sao? Quá rườm rà. Ở đây thật không tồi. Hãy truy cập nội thất VIP home.com để xem thêm nhiều mẫu thiết kế và sản phẩm nội thất đẹp nhé.